Dạ, em ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai xin chào anh chị. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu tổng quan những chiếc xe còn lại bên cửa hàng để giới thiệu đến cho anh chị. Thì cửa hàng của em nằm tại thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách ngã ba Dầu Dây về hướng Đà Lạt 60 km nha anh chị nha. Thì anh chị nào xem có nhu cầu muốn mua xe thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0978 548 858 nha. Rồi bây giờ em sẽ cầm điện thoại và quay xe để giới thiệu đến cho anh chị nha. Em ô tô Quốc Hùng xin chào anh chị. Thì hôm nay em tiếp tục view sơ lược tổng quan những chiếc xe còn lại bên cửa hàng để cho anh chị xem và tham khảo cùng em nha. Thì trước tiên là em sẽ giới thiệu đến cho anh chị cửa hàng của em nằm tại thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách ngã ba Dầu Dây về hướng Đà Lạt 60 km nha anh chị nha. Thì ngay ở đây là quốc lộ 20 ha. Từ ngã ba Dầu Dây về hướng Đà Lạt lên 60 cây số là tới cửa hàng của em nằm tại bên tay trái nha. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng nha anh chị nha. Rồi bây giờ anh chị nào mình xem cảm thấy thích chiếc xe nào thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0978 548 858 để cho anh chị có thể kết bạn Zalo với em để em gửi đường link cho anh chị nè, hoặc là gửi hình cho anh chị xem và báo giá và thương lượng hai bên ha. Rồi bây giờ em tiếp tục sẽ giới thiệu chiếc xe Isuzu Hi-Lander 205 nha anh chị nha. 204 chứ, em lộn. Chiếc xe Isuzu Hi-Lander 204, số sàn máy dầu 2.5 nha anh chị. Xe cũng còn tương đối là liền lạc và chung là những cái xe này tầm tiền này thì siêu tiết kiệm dầu luôn. Anh chị nào mình xem cảm thấy ưng ý chiếc xe này thì liên hệ với em. Em sẽ gửi đường link cho anh chị xem nhé. Thì đối với chiếc xe Isuzu Hi-Lander 204, máy dầu số sàn, bánh treo bạn đủ nha anh chị. Cửa hàng chào bán với anh chị là 155 triệu nha. 155 triệu chiếc xe Isuzu Hi-Lander 204 số sàn máy dầu. Đây anh chị, bi đồ cũng còn rất là liền lạc và rất là ok nha. Ghế thì được bọc một bộ ghế da, nhìn rất là đẹp, rất là sáng cái xe luôn nha anh chị ha. Đó, 155 triệu nha anh chị nha. Rồi bây giờ nói chung là hôm nay em chỉ quay sơ lược những chiếc xe còn lại bên cửa hàng thôi nên là không quay chi tiết kỹ được cho anh chị đâu. Anh chị nào mình cảm thấy thích chiếc xe nào thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em để em gửi đường link xem xe chi tiết nha, hoặc là em sẽ gửi hình cho anh chị xem ha. Thì hôm nay em tiếp tục chiếc xe Isuzu Hi-Lander 208 nha anh chị nha. 208 mà mẫu 209 ha. Isuzu Hi-Lander 208 mẫu 209, xe còn rất là ok, rất là đẹp, bốn số một trụ buôn mới từ đầu luôn nha anh chị nha. Đó, xe này em cũng có quay clip riêng chào bán với anh chị. Anh chị nào mình cảm thấy thích chiếc xe này thì anh chị kết bạn Zalo với em sẽ gửi đường link cho anh chị xem nha. Đó, anh chị mình thùng không rất là thẳng và rất là liền, xe rất là đẹp luôn. Xe nói chung là dòng Isuzu Hi-Lander máy dầu số sàn, siêu tiết kiệm nhiên liệu nha. Dòng Isuzu nồi đồng khối đá luôn anh chị nha, đi hoài đi mãi không hư. Đó, là những cái dòng này. Đó, 208 nha anh chị nha. Mẫu 209 ha, bạn đủ bánh treo nha. Xe rất là liền lạc, mua về chỉ việc đi thôi. 4 số một trụ mua mới từ đầu luôn nè anh chị nha. Rồi chiếc xe này thì cửa hàng sẽ chào bán với anh chị là 277 triệu nha anh chị nha. Chiếc xe này hôm bữa em có quay, hôm nay thì cửa hàng sẽ giảm bớt giá lại cho anh chị trong cái mùa dịch này nha, để bán cho anh chị về để phục vụ cho gia đình. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ quay trở lại với một chiếc xe Toyota thương hiệu Nhật nha. Nồi đồng với đá luôn, chạy hoài chạy mãi không hư luôn, xe rất là chất. Bên cửa hàng còn rất là nhiều xe dòng Toyota Innova, G, hay là bạn G cũng có ha. Thì đối với chiếc xe này là bạn G xịn nha, túi khí ABS đầy đủ, hai túi khí luôn anh chị nha. Đời năm sản xuất của nó là 2009 ha. Xe rất là đẹp và rất là liền lạc luôn. Xe rất là đẹp và rất là liền lạc nha. Thì em cũng xin báo anh chị luôn là bên cửa hàng chiếc xe nào cũng sẽ bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị nha, nên là giấy tờ pháp lý còn rõ ràng hết ha. Đó, bóng đèn đồ cũng còn rất là sáng và rất là đẹp nha anh chị nha. Đó, 209 ha, 209 hai túi khí nha anh chị nha. Xe bao anh chị là đẹp mê ly luôn đó. Nắp ly đồ đẹp mê ly nha, sòng chỉ không thiếu phân nào ha. Đó, ba cái nắp đi đồ rất là đẹp luôn đó. Hai túi khí nè anh chị nha, xe bao không cứng đụng vai chạm ngập nước nha anh chị ha, giấy tờ pháp lý rõ ràng nha. Anh chị nào mình có nhu cầu muốn sở hữu xe này, kết bạn Zalo với em gửi đường link cho anh chị xem ha. Rồi, bên em sẽ quay bên này cho anh chị xem luôn, sùng chỉ đồ đầy đủ hết nha. Đó, tem đồ còn đầy đủ hết nè. Innova 209 nha, biển số 77 ha anh chị nha. Anh chị nào mà có nhu cầu mua xe này, kết bạn Zalo với em. Bình thùng rất là thẳng, rất là đẹp luôn. Thì đối với chiếc xe này, cửa hàng sẽ chào bán với anh chị là 298 triệu nha anh chị nha. 298 triệu, anh chị nào mà có thiện chí muốn mua xe, lên xem xe xác thực, cửa hàng sẽ bớt cho anh chị về gia tên và đi đường ha. Xe nói chung là những cái chiếc xe bên cửa hàng hôm nay sẽ hạ giá cho anh chị từ 10 đến 20 triệu nha, một chiếc nha. Chiếc này là chiếc nào cũng vậy ha, hạ từ 10 đến 20 triệu cho anh chị về trong cái mùa dịch này, mua về để phục vụ cho gia đình, để mình không cần phải đón xe. Anh chị nào mình có điều kiện muốn mua xe thì mình cũng rất là lợi nha, đi đường xa không cần phải đón xe thì cũng rất là bảo vệ cho gia đình. Đó. Thì đối với chiếc xe Innova Toyota G 206 nha anh chị nha, xe rất là đẹp luôn, mới view hồi hôm qua thì em cũng xin quay sơ cho anh chị luôn. Chiếc xe này thì cửa hàng chào bán với anh chị là 198 triệu nha. 206 form 210 nha anh chị nha, lên form mới rồi. Đó, xe rất là đẹp, đẹp long lanh nha. Đó, xe này còn đẹp long lanh luôn. Đó. Anh chị ha, đèn cảm oxy đồ đầy đủ hết rồi. Bên mình thùng đồ cũng còn rất là căng bóng và rất là đẹp nha anh chị nha. Đó. 198 triệu cho một chiếc xe Innova 206 lên form 2010 nha anh chị nha. Nội thất đẹp long lanh luôn, rất là đẹp luôn. Đó, nội thất cấp bi còn rất là đẹp nha anh chị ha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Đó, máy móc thì chạy rất là ok, rất là chuẩn nha anh chị nha. Cửa hàng đã test và kiểm tra rất là kỹ, nhập về đã chăm chút chiếc xe để sạch sẽ và test kỹ càng để mới quay lên chào bán với anh chị thôi. Anh chị nào mà có nhu cầu muốn sở hữu cái xe này thì anh chị kết bạn Zalo, em sẽ gửi đường link cho anh chị xem nha, và gửi hình chi tiết và báo giá cho anh chị luôn. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục quay trở lại với một chiếc xe Toyota Innova 206 luôn anh chị nha. 206 mà mẫu nó 206 luôn, cũng là 198 triệu luôn nha anh chị nha. Đó, một chiếc xe Toyota 206 8 chỗ nha, nồi đồng gối đá luôn, đi hoài đi mãi. Xe này là màu ghi nha. Đó. Còn rất là đẹp, rất là liền lạc ha, còn rất là liền luôn. Đó, anh chị, ốp xi cạn, đèn đồ đầy đủ, ốp xi đồ đầy đủ hết rồi. Xe đã được chăm chút lại và kiểm tra test lại rất là kỹ càng trước khi chào bán với anh chị luôn. Anh chị nào mình có nhu cầu muốn sở hữu nó thì anh chị liên hệ với em ha. Xe rất là liền lạc và rất là đẹp nha. Đó, lên vô lăng 4 chấu luôn. Đó, lên vô lăng 4 chấu, màn hình VCD có đầy đủ hết nha. Đó, một bộ ghế da còn rất là đẹp luôn. Đó, để anh chị về chị việc đi thôi. Những chiếc xe bên cửa hàng em Ô tô Quốc Hùng nhập về sẽ chăm chút lại và test kỹ càng để chào bán với anh chị, mua về chị việc đi thôi nha. Đó, 198 triệu nha anh chị nha. Anh chị nào có thiện chí muốn mua xe, lên xem xe xác thực, chạy thử ok, em sẽ bớt cho anh chị về nhập gia tên. Đó, xe rất là liền lạc và rất là ok nha. Bóng đèn sau cũng còn rất là đẹp nè anh chị nha. Đó. Thì anh chị nào mình xem xe có bạn bè hoặc người thân muốn mua xe thì anh chị có thể kết bạn và trao đổi với em nha, để lấy xe bán cũng được, hoặc là mình giới thiệu qua cho khách hàng lên xem xe. Nếu mà mua xe thành công thì em sẽ tự động chuyển khoản cho anh chị luôn ha, tự động chuyển khoản cho anh chị để việc cà phê cà pháo anh chị giới thiệu xe nha. Thì anh chị nào mình có bạn bè người thân muốn bán xe thì anh chị có thể alo cho em và giới thiệu cho em việc mua được xe, em cũng gửi tiền hoa hồng cho anh chị nha. Cửa hàng nằm tại thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách ngã 3 giờ dây về hướng Đà Lạt 60 km nha anh chị nha. Anh chị xem nhớ đăng ký kênh và để được cập nhật những chiếc xe bên cửa hàng em về ha. Bên cửa hàng em về một tháng trên 3-40 chiếc xe, nên anh chị nào muốn hợp tác làm đối tác cùng em bán xe, lấy xe về bán hoặc là có khách dựng lên để kiếm tiền hoa hồng thì cũng rất là ok đó, anh chị nha. Thì bây giờ em tiếp tục giới thiệu cho anh chị một chiếc xe dòng Toyota Innova G21 nha anh chị nha. Xe này thì đời cao 21 là một màu trắng ngọc trinh, nhìn rất là đẹp luôn, được dán một bộ tem tích hợp rất là đẹp luôn. Chủ xe đã dán tem và chăm chút cái chiếc xe rất là ok. Sinh nhan trên gương có đầy đủ nha, gương chỉnh điện đồ đầy đủ hết nha anh chị nha. Bóng đèn còn rất là sáng nè ha, một màu trắng rất là đẹp luôn. Biển số 60A 86664 nha, biển số rất là đẹp luôn. Thì cửa hàng chiếc xe nào cũng hỗ trợ ký bán và rút hồ sơ hoặc là ký ủy quyền đều ok hết nha anh chị nha. Đó anh chị, tem đồ nè rất là liền lạc và rất là đẹp ha. Xe này là bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng, không ngập nước nha. Nói chung bên cửa hàng xe nào cũng vậy hết nha, xe nào cũng bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng, ngập nước. Xe cũng còn chất lượng nha. Trước khi nhập về thì cửa hàng sẽ kiểm tra và test thử máy móc, dàn gầm và đồng sơn thì test rất là kỹ mới đưa lên chào bán với anh chị thôi. Rồi anh chị, cam che màn hình có đầy đủ nha, màn hình VCD Android chứ, màn hình Android có đầy đủ luôn. Chủ xe đã lên màn hình Android, một bộ copy rất là sáng và rất là đẹp nha anh chị nha. Tích hợp một bộ ghế da màu kem phối đen, nhìn xe rất là đẹp và rất là ok. Mua về chỉ việc đi thôi, rất là sướng nha. Máy lạnh nhất thì 2 dàn lạnh thôi nha anh chị nha. Đó, hộp gió nè anh chị, ba cái đồ nhựa nè, còn nhìn rất là đẹp và đẹp mê ly luôn. Chủ xe cũng đã lên màn hình cam Android, để em lên trên này quay cho anh chị xem nha. Màn hình Android và cam hành trình nha, có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, cam hành trình của nó nằm trên này nha anh chị nha. Đó, mình mua về chỉ việc đi thôi, không cần phải chăm chút gì nữa. Có miếng lót thảm và con cá và một dầu thơm ở dưới luôn, có đầy đủ hết rồi. Đó, xe thì còn ủy quyền được nha và ký bán rất hồ sơ về đều ok hết nha anh chị nha. Đó, cụ số còn rất là đẹp luôn. Đó, bô lăng thì 4 chấu ha, rất là đẹp luôn. Đó. Thì đối với chiếc xe này 21 nè, số sàn, máy xăng 2.0, cửa hàng sẽ chào bán với anh chị là 245 triệu nha anh chị nha. Đó, đối với một chiếc xe 21 lận nha, 21 rất là cao ha. Cái form màu trắng rất là đẹp. Xe cả đời đã được lên màn hình Android. Đó, 245 triệu, anh chị nào có thiện chí muốn mua xe này thì lên xem xe xác thực, cửa hàng sẽ bớt và để cho anh chị đi đường và về nhập hồ sơ ha. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục quay trở lại với anh chị một chiếc xe Chevrolet Spark. Chevrolet Spark biển số 61A 08551 nha anh chị nha. Chiếc xe Chevrolet Spark này cửa hàng sẽ cam kết với anh chị là tuyệt đối không có taxi dịch vụ nha. Xe đúng chức xe này xe tên công ty nha anh chị nha, không có dịch vụ, nhưng mà xe công ty thì để mua về chủ xe mở công ty thì chủ đi để phục vụ cho công việc sáng đi chiều về thôi, nên là cũng rất là ít đi. Xe còn khá là chất và rất là đẹp luôn, đẹp mê hồn luôn anh chị nha. Dòng xe trăm mấy triệu thôi thì đối với chiếc xe này cửa hàng chào bán với anh chị là 135 triệu nha anh chị nha. Anh chị nào có thiện chí muốn mua xe này thì lên xem xe chạy thử ok, cửa hàng sẽ bớt cho anh chị từ 5 đến 10 triệu để về nhập hồ sơ. Đó, mình căng bóng và rất là đẹp luôn anh chị nha. Đó, xe thì nói chung là mình mua về che nắng che mưa đi phục vụ cho gia đình thì quá là ok. Những cái dòng xe 0.8 nha, ba máy thì rất là tiết kiệm nhiên liệu ha anh chị nha. Ghế nị còn nguyên bản theo xe, đó, rất là ok luôn. Đó, máy nghe cassette nguyên bản theo xe luôn, ghế nỉ thì nguyên bản theo xe, máy lạnh rất là lạnh buốt luôn nha. Đó, táp lô nè, còn rất là đẹp ha anh chị nha, táp lô còn khá là đẹp luôn. Rồi sẽ quay sau ha, đó, cửa đóng nè, rất là khít nha anh chị nha, đó, đó anh chị nha, và cái đồ nhựa nè còn rất là đẹp luôn nè anh chị. Một bộ ghế nị còn rất là mới và rất là đẹp nha. Rồi 135 triệu nha anh chị ha, 135 triệu một chiếc xe đúng chất gia đình, bao anh chị không có dịch vụ taxi nha. Đó, anh chị nào có thiện chí muốn mua xe này bớt cho anh chị 5 đến 10 triệu nha. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại với anh chị một chiếc xe dòng Toyota Innova rất là đẹp và rất là ok. Đó, một chiếc xe được lên một bộ tem nhìn rất là khá là đẹp luôn, một bộ mâm đen nha anh chị nha, bộ mâm đen, bóng đèn đồ cũng còn rất là sáng và rất là liền lạc ha. Biển số là 60A91286 nha anh chị nha. Xe này là xe chạy rất là chuẩn và rất là đẹp luôn. Đó, đời của nó là 2008 nha anh chị nha, 2 túi khí mẫu. Đó, năm sản xuất 2008 nha, mẫu 2009 rồi, 2 túi khí nha. Xe còn rất là chuẩn và rất là đẹp ha, cấp đi còn rất là ok luôn. Đó, bên cửa hàng còn rất là nhiều xe dòng xe Innova G xịn, Innova Di Nâng G có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, táp lô nè, 2 túi khí ha. Đó, đây cũng vậy ha. Thì cửa hàng sẽ chào bán với anh chị một chiếc xe 2008 2 túi khí nha, mẫu 2009 rồi ha. 285 triệu nha anh chị nha, 285 triệu cho chiếc xe 2008 nha, 2 túi khí nha. Anh chị nào muốn sở hữu xe này thì anh chị kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị xem ha. Một bộ ghế nị còn nguyên theo xe, còn rất là đẹp luôn. Đó, 285 triệu nha anh chị nha. Đó, 285 triệu sở hữu một chiếc xe Toyota G xịn, 2 túi khí, ABS có đầy đủ nha anh chị nha. Cửa đồ cũng còn rất là ok. Đó, tắp ly của nó cũng còn rất là đẹp nha anh chị ha. Đó, ghế nị nè, nguyên bản theo xe còn rất là đẹp luôn, bãi đồ nhựa nè ha, mấy hai dàn lạnh đầy đủ hết nha. Đó, xe là bao anh chị là không bị va chạm cứng đùng nha, không ngập nước, xe còn rất là đẹp ha. Một chiếc xe 2008 nha, 2 túi khí nha. Đó, ấp xi tay nắm rồi chân kiến, dán cách nhiệt, ấp xi nắp xăng, bóng đèn sau đồ, nói chung là nhìn là từ A đến Z là đều ok hết rồi anh chị nha. Xe còn rất là đẹp luôn. Đó, bên hông bên này cũng vậy ha anh chị ha. Đó, xe cửa hàng về rất là nhiều xe luôn. Đó, anh chị nào mình đang cần tìm dòng Innova thì cứ lên cửa hàng để mà có sự lựa chọn. Đó, còn rất là nhiều luôn, trên dưới hơn mười mấy đầu xe Innova nha. Đó, anh chị thắng cảm biến nè ha, cái này là dây cảm biến nha. Rồi bây giờ em tiếp tục quay trở lại với anh chị một chiếc xe nam sản xuất của nó là 2007 nha anh chị nha. Đó, màn hình Android có đầy đủ nha. Nãy giờ mở máy quên tắt nè. Màn hình Android có đầy đủ luôn. Rồi 2007 ha. Đó, một chiếc xe 2007 nội thất đẹp lan ken. Đó, đồ nhựa còn đẹp lan ken, rất là đẹp luôn. Ghế da còn rất là ok, rất là chuẩn nó xe nha. Đó, đối với chiếc xe này cửa hàng cũng sẽ bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng, không ngập nước nha. Năm sản xuất 2007 ha, số sàn, máy xăng 2.0, bạn G xịn nha, túi khí ABS đầy đủ hết anh chị nha. Thì cửa hàng sẽ chào bán với anh chị chiếc xe này là 275 triệu nha anh chị nha, 275 triệu đối với chiếc xe 2007 nha. Anh chị nào mà có thiện chí lên muốn mua xe, lên xem xe xác thực thì cửa hàng sẽ hỗ trợ và bớt cho anh chị về sang tên, nhập tên, phí đi đường nha. Xe thì còn có thương lượng ha, 275 triệu nha. Đó, mình rất là thẳng luôn, xi nhan trên gương có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, xe còn rất là ok. Chung là cửa hàng hiện tại đang còn rất là nhiều Innova G xịn nha. Xe đẹp không, xe chất lượng không á anh chị nha. Chị nào có điều kiện muốn mua xe thì cứ lên xem xe và lựa chọn ha, thấy chiếc nào ưng ý thì mình lấy thôi. Đó, ghế da nhìn rất là đẹp luôn ha anh chị nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ tiếp tục quay sau xe cho anh chị xem. Đó, sau xe cũng còn rất là đẹp luôn nè anh chị. 60A 66912 nha anh chị nha. Đó. Thì cửa hàng cũng sẽ hỗ trợ anh chị là ký bán rút hồ sơ về cho anh chị nha. Muốn ký ủy quyền xài cũng ok, cũng ký ủy quyền xài được nha anh chị ha. Rồi bây giờ em tiếp tục vô trong nhà quay chiếc xe Toyota Innova 206 nha anh chị nha. Chiếc xe này là chiếc xe 206 ha. Màu ghi vàng, một dáng xe rất là đẹp và rất là chuẩn luôn. Đó. Cũng là gờ xịn, túi khí ABS đầy đủ nha anh chị nha. Số sàn máy 2.0 47A 15386 anh chị. Đó, xe cũng còn rất là liền và rất là đẹp nha. Mình rất là căng bóng và rất là liền lạc luôn, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó. Anh chị thấy mình đó không? Đó. Tay nắm upsi ha, chân kiến upsi, che mưa có đầy đủ hết nha anh chị. Đó. Được dán một bộ tem, cũng nhìn xe rất là đẹp luôn. Đó. Anh chị nhìn nó xe còn rất là sáng và rất là đẹp ha. Đó. Upsi có đầy đủ hết nha anh chị ha. Đó. Cạn nè, còn rất là đẹp luôn. Đó, mặt nạ da lăng thì cũng còn rất là liền và rất là ok ha, rất là đẹp luôn. Đó. Anh chị 47 nha. Đó. Upsi nè, đầy đủ hết nha anh chị nha. Còn rất là đẹp nha. Đó, giỏ thì giỏ mâm thì cũng còn rất là đẹp nè. Đó. Đó. Gầm thì còn rất là xuất sắc luôn, còn rất là đẹp luôn nha anh chị nha. Đó. Tay nắm upsi ha. Đây nằm upsi này, còn rất là đẹp luôn anh chị. Đó, một cái đồ nhựa nó nè, còn quá trời đẹp ha. Nó một bộ ghế da màu cam phối đen. Đó, nhìn rất là sáng sủa luôn, rất là nổi bật luôn nha anh chị nha. Đó. Đó, xe rất là khít luôn ha anh chị. Tắp ly tắp lô, nội thất đồ cũng còn rất là ok. Đó. Vô lăng thì còn rất là đẹp luôn là anh chị nha. Ha. Vô lăng còn rất là đẹp luôn. Đó. Cổ số nó nè, được chủ xe may lại nè. Đó. Rất là cẩn thận nha, chủ xe rất là cẩn thận luôn ha. Rồi, đối với chiếc xe Toyota Innova G206 nha, túi khí ABS đầy đủ, cửa hàng sẽ chào bán với anh chị là 255 triệu nha. 255 triệu sẽ có thương lượng và bớt cho anh chị nào có thiện chí lên xem xe xác thực. Nếu mà quyết định mua thì cửa hàng sẽ bớt cho anh chị để về gia tên, được phí đi đường luôn ha anh chị nha. Đó, một chiếc xe Toyota Innova 206, xe đẹp long lanh luôn, bao anh chị không bị lỗi lầm gì hết nha. Còn rất là đẹp và nó chuẩn ha. Rồi bây giờ nói chung thì em cũng đã quay xong sơ lược những chiếc xe bên cửa hàng để chào bán với anh chị. Thì cửa hàng cũng còn khoảng 3 chiếc Innova và 2 chiếc xe máy dầu Ford Everest. Hiện tại thì đang bỏ trong kho, chưa quay được cho anh chị. Thì em sẽ view chi tiết cho anh chị xem sau ha. Đó. Rồi bây giờ em Ô tô Quốc Hùng xin phép ngừng lại tại đây. Và hẹn anh chị em bà con mình view khác, tiếp tục view những chiếc xe chi tiết và chất lượng để chào bán với anh chị nha. Anh chị xem nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những chiếc xe bên cửa hàng em về ha.